Lực lượng cảnh sát đang tập trung tuần tra khép kín, tăng cường sử dụng các thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, đặc biệt là xử lý vi phạm lỗi tốc độ và nồng độ cồn. 20 giờ ngày 30 tháng 8 năm 2022, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Hưng Yên đã kiểm tra nồng độ cồn với tài xế mô tô Lê Đức Tuấn, sinh năm 1982, quê Gia Viễn, Ninh Bình. Sau khi đo được nồng độ cồn là 0,478ml trên 1 lít khí thở, lực lượng đã lập biên bản xử phạt. Em vừa uống được một bài cốc ạ. Anh có biết là quy định cấm khi người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường cấm sử dụng rượu bia khi lưu thông không? Nghĩ là một không sao ạ. Cũng thời điểm trên, đội cảnh sát giao thông số 2 phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã lập chốt trên quốc lộ 39 để kiểm soát nồng độ cồn khi đang điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 30E77270. Anh Nguyễn Việt Bắc, trú tại xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, cũng bị thổi phạt 8 triệu và giữ giấy phép lái xe 12 tháng do vi phạm nồng độ cồn. Trong dịp nghỉ lễ, việc đi lại vui chơi tụ tập ăn uống sẽ tăng. Do đó, cần cảnh báo việc vi phạm của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông, uống rượu bia dễ dẫn tới tai nạn giao thông. Tôi nhận thức cũng vậy, chấp hành cũng vậy, giao thông an toàn, với ai nữa là không tham gia uống rượu bia trong khi lái xe. Để đảm bảo an toàn giao thông cho tất cả mọi người, cả bản thân cũng vậy, lái xe, những người cũng vậy là xung quanh. Thực hiện kế hoạch cao điểm của Bộ Công an cũng như Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, Phòng Cảnh sát Giao thông tập trung xử lý tất cả những trường hợp vi phạm, nhất về nồng độ cồn, những nơi mà có đông nhà hàng, quán ăn, quán bar, quán karaoke, những cái nơi mà thường xuyên mà tụ tập ăn uống vi phạm về nồng độ cồn là những trường hợp nguyên nhân chính mà gây tai nạn giao thông. Để đảm bảo cái trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ ngày mùng 2 tháng 9 thì chúng tôi thực hiện tuần tra kiểm soát khép kín 24/24 để đảm bảo trật tự an toàn cho bà con nhân dân kịp nghỉ lễ được an toàn khi tham gia giao thông. Theo thống kê, trong 2 tháng ra quân năm 2022, qua tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử lý 1.323 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 4,4 tỷ đồng, tước 219 giấy phép lái xe, tạm giữ gần 450 phương tiện. Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn 313 trường hợp, xử phạt trên 2,2 tỷ đồng, tạm giữ 313 phương tiện, tước có thời hạn 123 giấy phép lái xe. Để đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, mọi người dân cần nâng cao ý thức thực hiện, đã uống rượu bia, không lái xe, không sử dụng điện thoại khi lái xe, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện, thắt dây an toàn khi ngồi xe ô tô, tuân thủ quy tắc giao thông.